Alo, chào mọi người. Ăn sáng cùng em nha. Ăn mì. Ăn mì này rất là ngon nha mọi người. Mì này ở bên đây mới có, ở Việt Nam chắc nghĩ không có. Mì này nó ngon lắm. Mì này nổi tiếng ở bên đây. Người ta ở bên đây ta kêu là Men Shin. Ngon lắm mọi người. Ở trong mì nó có, người ta có để bột năng á, cho nên nó cu đu. Mì này ăn sáng là mau tiêu, bởi vì cái cọng mì nó nhỏ, với lại nó ít lắm, có một chút xíu à. Ngon lắm mọi người. Ăn con chút ớt là mới ngon, nó cay cay mới ngon. Nhiều quá thì ăn không nổi, nó cay quá ăn không nổi. Nhưng mà con chút cho nó the là ngon. Ngon lắm nè mọi người. Thấy thèm không? Nhìn em ăn thấy thèm không mọi người? Mới vừa uống cà phê xong chứ không thèm mời mọi người uống cà phê. Không biết ăn cái tô này hết hay không, có nghĩa ăn phần nửa rồi. Chờ phần nửa đây buổi trưa để ăn buổi trưa, bởi vì nó mới buổi sáng cũng không có ăn nhiều được, nó cũng không có chưa có đói bụng. Vừa ăn vừa nói chuyện. Ở bên đây người ta không có cho mấy người lớn tuổi là không có cho, bởi vì mình muốn tâm sự với mọi người biết. Ở bên này mấy người lớn tuổi là rất kỹ, ăn không được nói chuyện, ăn xong mới nói chuyện. Cú đu cho mọi người thèm chơi. Ăn không hết rồi mọi người. Một phần để lại trong cái tủ lạnh cho nó ăn, đem ra hâm nóng ăn. Ăn không hết bởi vì chưa có đói bụng, nó còn hơi no quá à. Thôi tạm dừng ở đây nha. Mình còn ly cà phê nữa, mình lấy đem ly cà phê ra, mình cùng mọi người uống cà phê nha. Rồi, uống cà phê nè mọi người. Cà phê đây. Không nhớ cà phê nóng. Bởi vì bên đây lúc này trời lạnh rồi, uống lạnh sợ một hồi nữa nó lạnh cống.